Chào các bạn. Clip ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối chiếc camera Yossi với điện thoại của chúng ta. Hiện tại thì mình đang sử dụng điện thoại iPhone. Việc đầu tiên các bạn cần làm đó là tải cho mình phần mềm Yossi. Như các bạn thấy ở đây, trên điện thoại iPhone, các bạn vào trong App Store, các bạn search cho mình từ khóa là Yossi. Ở đây chỉ cần gõ chữ Y là nó sẽ ra đây rồi. Yossi ở đây ạ. Hiện tại thì mình đã tải phần mềm này về rồi. Chỉ mất khoảng 30 giây thôi là chúng ta có thể tải được cái phần mềm này về. Bạn bấm vào phần đăng ký. Ở đây chúng ta nhập số điện thoại 0943065213. Để lấy mã xác nhận, bấm như thế này. Nó sẽ thông báo là quy cách điện thoại và hòm thư là không đúng. Thì các bạn cần thêm cho mình là 84 vào đầu và xóa số 0 đi. 84943. Các bạn bấm vào lấy mã. Khi lấy mã như này bị lỗi thì chúng ta sẽ chỉ có cách là sử dụng bằng email. Bình thường thì cái cách tạo ID bằng số điện thoại vẫn hoạt động bình thường. Nhưng mà tại thời điểm này các bạn tạo có thể nó sẽ xảy ra lỗi. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang tạo ID bằng địa chỉ email. Ở phần dưới này có thông báo không nhận được mã xác minh đăng ký bằng email. Chúng ta chọn vào đây. Các bạn nhập email vào đây. Bấm vào gửi mã xác minh. Chúng ta quay vào phần thư của chúng ta. Các bạn sẽ nhận được cái mã mà bên máy chủ Yossi gửi về. Mã của mình ở đây là 9V2T73. Chúng ta tạo mật khẩu. Các bước ok. Các bạn cần lưu ý cái thời gian ở đây, nó sẽ đếm ngược. Nếu các bạn làm quá thời gian, nó sẽ hủy cái đăng ký của chúng ta. Các bạn cần bấm thêm vào tôi đã đọc và đồng ý với các điều khoản ở đây. Các bạn bấm vào đăng ký. Kết quả trả về là đăng ký thành công như các bạn vừa thấy. Và bây giờ bước tiếp theo là chúng ta sẽ kết nối và xem cái camera này trên cái phần mềm này bằng cái ID của chúng ta vừa tạo. Chúng ta sẽ bấm vào đăng nhập. Bước tiếp theo chúng ta sẽ cần thêm cái camera này, thêm cái thiết bị này vào trong phần danh sách thiết bị ở trên điện thoại. Việc tiếp theo, chúng ta sẽ cắm nguồn cho camera của chúng ta. Các bạn thấy nó xoay không ạ? Và tiếp theo thì chúng ta sẽ thêm thiết bị. Các bạn bấm vào phần thêm. Bấm vào thêm thiết bị mới. Chúng ta chọn vào Fast Networking. Ở đây mình đang kết nối Wi-Fi qua mạng USCom. Chúng ta sẽ nhập mật khẩu Wi-Fi. Bấm tiếp tục. Trên màn hình thông báo vui lòng kết nối với nguồn điện và nghe thấy tiếng du du phát ra. Để các bạn có nghe thấy tiếng kêu không ạ? Khi chúng ta nghe thấy như thế, chúng ta sẽ bấm vào phần này. Tiếp theo chúng ta sẽ bấm vào đi kết nối điểm nóng AP ở đây. Chúng ta chọn vào phần Wi-Fi. Chúng ta sẽ nhìn thấy cái tên mã định danh Wi-Fi của chiếc camera này. Chúng ta bấm chọn vào đây. Bấm vào đây để quay lại thiết bị.
Quá trình sẽ diễn ra trong khoảng 30 giây đến 1 phút. Như vậy là camera của chúng ta đã sắp được kết nối. Các bạn có nghe thấy tiếng kêu không ạ? Và đến đây thì gần như chúng ta đã hoàn thành phần kết nối của chúng ta. Các bạn có thể lựa chọn hoặc là đặt tên. Ở đây mình sẽ đặt là cửa hàng và bấm vào xác nhận kiểm tra thiết bị của tôi. Bạn bấm vào kiểm tra thiết bị của tôi. Như vậy là mình đã kết nối được camera của mình với điện thoại iPhone. Bây giờ mình sẽ view cho các bạn xem. Bấm vào OK để cho Micro có thể truy cập vào được ạ. Đấy, đây là hướng dẫn. Lần đầu tiên truy cập vào thì nó sẽ có cái hướng dẫn như thế này. Sẽ có một vài thông báo. Như vậy là chúng ta đã kết nối được rồi ạ. Xuống này, lên này, quay ngang, sang phải, sang trái. Ok. Và đây là phần tắt âm thanh. Đây là phần mic. Nếu các bạn muốn nói cho cái người trước camera này biết thì chúng ta sẽ giữ vào đây. Bấm alo alo alo. Đấy, các bạn nghe thấy không ạ? Nó phát ra từ cái đây, phần loa của chiếc camera này. Nếu như các bạn có nhiều hơn một chiếc camera, các bạn có thể bấm vào phần dấu cộng, chọn vào phần thêm thiết bị mới để các bạn có thể kết nối được từ 2 hoặc nhiều chiếc camera của chúng ta với phần mềm và xem cùng trên một tài khoản. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy video hữu ích, nhớ like và chia sẻ cho mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Hãy cùng like và subscribe kênh để nhận thêm nhiều những video thú vị hơn vào lần sau nhé.